Good. All right. So, Yes. Do we begin? Yes, ma'am. Bây giờ mình bắt đầu ha mọi người. All right. So, if you if you remember last time, we were we'll just go a little bit over it and then move ahead. We were talking about some of the principles that is there in the universe that you know, when we look at nature, how to say that everything is integrated as a whole. Ok, thì cái buổi trước thì mình đã học giáo dục toàn vũ là hai buổi rồi. Trong khóa buổi đầu tiên thì mình có nói về đặc điểm của trẻ và những cái sự chuẩn bị. Buổi tiếp mình đã nói về nói một chút xíu nhiều hơn về giáo dục toàn vũ. Mình nói về các quy luật quy luật trong cái việc vận hành giáo dục toàn vũ. Và mình giải thích vì sao mà ở trong vũ trụ thì tất cả mọi thứ đều được sắp xếp, đều có cái sự liên quan tương hỗ đến nhau để tạo thành một cái thể thống nhất. Yes, ma'am. Yeah, and if you remember, we also looked at what those principles, universal principles were. And the first one we spoke about was law and order. Yeah. Rồi và mình cũng đã nói về những cái nguyên tắc phổ quát ở trong vũ trụ. Thì cái điểm đầu tiên là trật tự và quy luật. Đầu tiên mình nói là trật tự và quy luật. Yes, ma'am. And then we listed few more. We said about, we spoke about diversity that we see in the universe. We spoke about harmony and balance. Rồi, tiếp tục là mình nói đến cái tính đa dạng ở trong vũ trụ và mình nói đến cái sự cân bằng hài hòa ở trong đó. Yes, ma'am. Then we spoke about interdependence and cooperation, how everything is connected. And no matter how independent one thinks one is, there is always some kind of dependency or, you know, that interrelatedness with other things are always there. Rồi tiếp tục là mình nói đến cái sự độc lập và sự liên quan tương hỗ giữa những cái thực tại ở trong vũ trụ. Dù cho một cái thực tại có vẻ là độc lập như thế nào thì chắc chắn là cái sự tồn tại của thực tại đó cũng sẽ liên quan, có sự phụ thuộc tương hỗ với những cái thực tại khác và tạo nên những cái sự kết nối. Yes, ma'am. And everything that is happening in the universe is being, some things are very, very old, right? Started, you know, way long back. And so one thing that we can see in the universe is untiring work. It's continuously going on. Yeah. Và tiếp tục nữa, và cái điểm tiếp theo mình đã bàn đến, đó là mình sẽ nhìn thấy tất cả những cái thực tại, những cái thực thể tồn tại ở trong vũ trụ đều đã ra đời từ rất là lâu rồi và chúng vẫn tiếp tục phát triển. Và mình nhìn thấy ở đây là một cái sự làm việc không có ngừng nghỉ. Từ lúc được sáng tạo ra cho đến tận bây giờ, chúng luôn luôn tiếp tục cái công việc của mình mà không có ngừng nghỉ một giây phút nào hết. Yes, ma'am. And the last two that we spoke of was active response to challenges. So many things happen in and around us, and so many things have happened in the if you look at evolution. But then we have always, there has always been a response. So we spoke about active response to challenges, and the other one was adaptation, how we adapt. Rồi. Và tiếp tục mình nói đến cái sự phản hồi tích cực đối với những cái thử thách trở ngại trên con đường phát triển. À, ví dụ như khi mà mình nhìn vào cái sự tiến hóa của sự sống thôi, mình cũng đã thấy ở đó có rất là nhiều có rất là nhiều cái thử thách, những cái khó khăn được đặt ra trên cái con đường phát triển. Tuy nhiên là cái cách phản hồi của sự sống vẫn luôn là đối diện với nó và tìm ra cách giải quyết để mình vượt qua và mình tiếp tục phát triển. Và với cái điều đó thì mình cũng bàn qua đến cái sự thích ứng, sự thích nghi. Yes, ma'am. And towards the end, if you remember, we spoke about cosmic agents, right? We said that
there is some kind of a plan, and if it has to be staged out or it has to be carried out, then like how in a drama we have actors, then even in our universe, we need to have some cosmic agents, like actors. So Mosley calls them as the cosmic agents. Và cái điểm cuối cùng là mình nói đến những cái nhân tố toàn vũ. Đó là những cái nhân tố đã giúp thực hiện cái kế hoạch toàn vũ được đặt ra trong tự nhiên. Thì nó tương tự giống như là nếu mình có một vở kịch hay là một bộ phim, thì những cái tình tiết trong đó sẽ được thể hiện bởi những cái nhân vật khác nhau, chính có, phụ có. Thì tương tự như vậy, ở trong cái kế hoạch toàn vũ, những cái nhân tố mà thực hiện các công việc để hoàn thành kế hoạch đó, thì đó gọi là nhân tố toàn vũ. Yes, ma'am. So she considers both organic and inorganic agents over here. Thì khi mà mình nói, khi mà bà nói đến nhân tố toàn vũ, thì ở đây ý bà là bao gồm cả những nhân tố hữu cơ và những nhân tố vô cơ. Yes, ma'am. Are inorganic agents such as sun, water, earth, air, right? They're all inorganic. Những nhân tố vô cơ, những nhân tố vô cơ mà mình đề cập đến đây bao gồm như là mặt trời này, trái đất này, nước này, không khí này, chúng là những cái nhân tố vô cơ trong kế hoạch toàn vũ. Yes, ma'am. And then we have organic cosmic agents, the plants and the animals, and also that Montessori considers the human beings as an organic cosmic agent. But the difference is that a human being can change their environment unlike others, you know. We transform and we create new conditions. Thì trong số những cái nhân tố hữu cơ thì mình sẽ có là rất là nhiều loại động thực vật, hạ động vật và thực vật. Và bà Maria Montessori cũng xem xét con người là một cái dạng nhân tố hữu cơ ở trong kế hoạch toàn vũ. Nhưng cái điều khác biệt rất là lớn ở con người đó là con người có một cái năng lực rất là lớn lao để cải biến cái môi trường sống xung quanh con người, chứ cái khả năng không có bị giới hạn như động vật hay là thực vật. Yes, ma'am. So when we look at these agents of creation, Montessori believed that all these agents, they are guided by some kind of an universal intelligence, right? Sometimes we want to call it as some power, or you want to call it as instinct, right? We use that word instinct. Or, you know, there is something that makes things go in the way or makes things function in the way it is functioning. Okay. Yeah. Và khi mà mình có nhắc, khi mà mình nhìn thấy tất cả những cái thực tại đó đều gọi là nhân tố toàn vũ, thì bà cũng nhìn nhận là có một cái thôi thúc nào đó, có một cái lực đẩy nào đó ở trong những cái nhân tố hoàn vũ này mà thúc đẩy chúng vận hành làm việc như cách mà chúng làm việc đó. Thì cái đó giống như là một cái trí thông minh phổ quát, hay là mình cũng có thể gọi nó là một cái nguồn năng lượng, hay là ở một số ví dụ như ở trong động vật thực vật thì mình có thể gọi, mình gọi nó đó là instinct, là gì ta, là bản năng, bản năng loài ha. Nói chung là có, mình có những cái tên khác nhau cho một cái xung lực mà đang dẫn dắt những cái thực tại đó vận hành làm việc cư xử như nó đang hoạt động. Yes, ma'am. So we cannot really describe what it is, right? So we have given a lot of names like God, energy, power. So these are the terms, or even nature for that matter. We just say it's nature. So these are the things, these are the words that we give. But then there's another word, there's another thing about this whole thing, that this universal intelligence that we see everywhere, there is a part of that even inside us, right? When you say conscience, yeah? When you say that, you know, you get an instinct, you have that feeling, okay, that something is there, okay? So it's very hard to describe for us. We will go into philosophy if we start describing it actually. But then we all do know, we have experienced that intelligence inside us somewhere or the other. Okay. Thì
cái xung lực này có rất là nhiều cái tên gọi khác nhau. À, mình có những người thì có thể cho đó là một cái ý nguyện của thượng đế, ý trời, hay là sự sáng tạo, hay là năng lượng, hoặc là mình có thể gọi nó là tự nhiên, thúc đẩy. Tuy nhiên, dù là với cái tên gọi nào á, thì chúng ta đều cảm nhận được rằng là có một cái trí tuệ nào đó, một cái sự ý thức nào đó ở bên trong mỗi chúng ta, thúc đẩy chúng ta làm một số những cái việc nhất định ha. Và nếu mà mình đi sâu vào cái việc tranh luận xem đây là gì, thì chúng ta sẽ đi rất là sâu vào triết học ha. What is the sentence you said after philosophy? If you go into it, we will go into philosophy. We will be entering into philosophy if you talk too much about that aspect. But then, we all have experienced it in our life in some way or the other. There is some kind of a conscience inside or an instinct inside that tells us something, you know? And that is the universal intelligence that we are. A part of that universal intelligence is in all of us that we are talking about. Rồi. Thì nếu mà mình cứ mãi mê đi vào cái việc là bàn tán xem cái nên gọi cái nguồn năng lượng đó là gì, cái xung lực đó là gì, thì mình sẽ đi quá sâu vào triết học. Nhưng mà ở một cái cấp độ cá nhân thì mình có thể cảm nhận được là ở trong bản thân mình cũng luôn có cảm giác là có một cái thúc lực ở dục, có một cái lực đẩy nào đó, có một cái tiếng nói lương tâm, có một cái trí tuệ ở dẫn dắt ở bên trong mỗi bản thân mình. Cũng như là ở bên trong những cái giống loài khác. Yes, ma'am. Okay. And so there is a word. Okay. There is a name. It is called as horme. Okay. Okay. I'll just put that word. It's horme. It's actually a Greek word. Horme. It means impulse. What do you mean by impulse? That there is an instinct, there's an urge or a desire or more instinct. It's an instinct that you feel inside. Okay. Right. So this homie is in human or in animal, ma'am? In the human. The word horme, Montessori uses to describe that energy that we all have within us to do purposeful activity. Okay. Rồi thì có một cái từ trong những cái thuật ngữ này thì cuối cùng thì có một cái từ mình gọi nó là homie. Homie là một cái từ tiếng, một cái từ gốc Hy Lạp có nghĩa là một cái lực đẩy, một cái xung lực mà thôi thúc chúng ta thực hiện những cái hoạt động có ý nghĩa. Yes, ma'am. So what is this horme, you know? So Montessori says that this horme is a very unconscious drive inside all of us, inside all living things. Maybe even the inorganic, okay, but more so with the living things, right? It's something there inside all of us. And probably that is the power that is leading us towards evolution or the way things are happening in the universe. Okay. It's a part of the greater intelligence, she says. So that homie is in not only in human but it's also in all of us. It's in the creation itself. And in all the living human things. Beings and living things, yes. Okay. Yes. And that is why there is this unconscious, you know, you want to work, right? You work purposefully. There is self-functioning happening. And you realize something sometimes, right? Over a period of time. We mature. As we mature, we understand a lot of things that we never understood earlier, probably. Okay? So all this is coming because of this unconscious drive that we have to develop ourselves further. Okay, so I will try translate it part by part because it is a little bit long. Okay, sure, rồi, sure. Thì cái homie này này,
Homie này thì chắc là anh chị nào đã học 36 thì quen với cái thuật ngữ này hơn rồi ha. Homie này là một cái lực đẩy vô thức mà xung lực vô thức mà thúc đẩy chúng ta làm việc, thực hiện những cái hoạt động có mục đích nhằm nhằm đạt được một cái mục đích nào đó, và có thể là qua thời gian thì khi mà mình liên tục lặp đi lặp lại những cái hoạt động thì mình nhận ra những cái bài học, những cái kinh nghiệm và mình có xu hướng hoàn thiện nó hơn ha. Thì cái homie này là một cái lực đẩy mà có ở trong một cái xung lực, lực đẩy vô thức mà tồn tại ở trong những cái vật sống, những cái sinh vật sống, là những cái yếu tố hữu cơ, và thậm chí có thể là ở trong cả những cái yếu tố vô cơ nữa. Và yes Yeah. ma'am. So, when we say that this is a power, this is something that is unconsciously there inside all of us, it is very vague, isn't it? It's like, what exactly is that? You want to really find out, you want to wonder. And that means that, you have to do a lot of, introspection within and without, look at evolution, look at how the universe is formed and how it has gone. And even if you study it, you still wonder who is running this universe. Ok, rồi. Thì khi mà mình giải thích như vậy, mình giải thích homie là một cái năng lượng vô thức, nhưng mà thôi thúc mình làm những cái việc mà mình đang làm, thì mình thấy là cái sự giải nghĩa này nó rất là mơ hồ, đúng không mọi người? Và mình lại mong muốn là có được giải nghĩa, cắt nghĩa nó một cách rõ ràng hơn, hiểu nó một cách mạch lạc hơn. Thì khi với cái mong muốn như vậy, mình có thể nhìn sâu vào quá trình tiến hóa hay là quá trình tạo lập tất cả những cái thiên thể, tạo lập vũ trụ và quá trình phát triển của vũ trụ. Và khi mà mình đi sâu vào những cái chủ đề đó thì có lẽ là mình sẽ vẫn thắc mắc về những cái câu hỏi rất là ban đầu, như là rốt cuộc thì ai là người đã sáng tạo và vận hành nên cái hệ thống vũ trụ này. Who is running this universe? And then, after that, what is that No, up there? we want to know who it is, right? You cannot see that, okay? All that is happening. So, because you cannot see that, we have the cosmic agents, okay? The cosmic agents are guided by this universal intelligence. And there are some characteristics of these cosmic agents that can throw light on understanding this universal intelligence. You mean because we don't have, because that energy Can't we see. cannot see, Yes, you because cannot see. because that energy cannot be seen or Exactly. cannot acted. It have Correct. to, implant, implement his plan by other agents. Am I Yeah. right? So, yes, you're right. So it has, so through these agents, we can get an idea of what this universal intelligence is. Okay, rồi. Thì cái nguồn năng lượng này này, cái nguồn năng lượng mà vận hành vũ trụ này này, thì về cơ bản là mình sẽ không có thể nhìn nhận hay là cắt nghĩa nó được một cách rõ ràng, mặc dù mình biết là nó có tồn tại ở đó ha. Và vậy nên là mình có thể nhìn nhận thông qua cái việc là mình quan sát những cái nhân tố vũ trụ, những cái yếu tố, như yếu tố giống như là yếu tố trung gian mà thực hiện ý nguyện của cái lực dẫn dắt này và thực hiện các cái công việc trong kế hoạch toàn vũ, để thông qua cái việc mà mình nhìn nhận, mình quan sát những cái yếu tố, những cái nhân tố vũ trụ này, thì mình có thể có một cái hình dung và hiểu rõ được hơn cái công việc của cái nguồn năng lượng mà dẫn dắt mọi thứ này được được hiện thực như thế nào thông qua các nhân tố đó. Yes, Okay, and ma'am. so you see the characteristics. The one of the characteristics of the cosmic agent is that they work incessantly. They don't stop. They are from the minute that they were born, they're continuously working. Rồi, một cái điều đặc biệt, một cái đặc điểm đầu tiên của những cái nhân tố vũ trụ này là chúng
làm việc không có ngừng nghỉ, chúng liên tục và thường luôn luôn thực hiện cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ, nhiệm vụ toàn vũ của mình và không có ngừng nghỉ từ khi chúng bắt đầu được sáng tạo ra và được giao cho trách nhiệm đó, thì chúng luôn luôn làm việc. Yes, ma'am. Another characteristic of these cosmic agents is that they obey the law of their being. There is some kind of a law given to everything, right? Mm. If you look at the air, the law given to the air is that it has to move everywhere, wherever it can go. Okay, so they are following it right from the start, even today. Okay, rồi. Cái đặc điểm thứ hai của những cái nhân tố toàn vũ này là sao? Là chúng khi mà được sáng tạo ra thì chúng được ban cho một cái dạng như là những cái hướng dẫn, những cái quy luật để tuân theo, và chúng luôn luôn hoạt động tuân theo những cái quy luật đã được hướng dẫn này. Ví dụ như khi mà mình nhìn vào không khí chẳng hạn, thì cái quy luật dành cho không khí là không khí luôn luôn chuyển động, luôn luôn chuyển động xung quanh trái đất ha. Và chúng thực hiện cái việc tuân thủ quy luật này từ cái ngày đầu tiên cho đến thời điểm bây giờ và sau này nữa. Yes, ma'am. Another characteristic is they adapt. They adapt to the environment where they are living. You can look at the animals, you can look at us like human beings. We adapt to the place, the environment where we are. Đặc điểm thứ ba của những cái nhân tố toàn vũ này đó là chúng có khả năng thích ứng, có khả năng thích nghi với cái môi trường, với cái điều kiện sống mà chúng ở ha. Thì mình có thể nhìn vào cây cối hay là động vật và con người, chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu thì chúng ta vẫn luôn tìm cách để thích ứng, thích nghi với cái điều kiện sống xung quanh để có thể sống và phát triển. Yes, ma'am. Another characteristic is as we satisfy our own needs, okay, we do what we call as a cosmic task. That is, we contribute to the good of the whole. We contribute to the good of others. We are doing it for ourselves, but in that work that we do for ourselves, there is also the good for the society, for the nature, for the world, the general good that we want to do. Ok, yes. Điểm tiếp theo, đặc điểm tiếp theo của những nhân tố toàn vũ này là khi mà chúng làm việc để thỏa mãn những cái nhu cầu sống của chúng, thì cái công việc đó đồng thời cũng đóng góp vào cái sự tốt lành chung ha, và đóng góp vào cái công việc chung của vũ trụ ha. Và cái công việc mà chúng làm thì không có chỉ đơn thuần mang lại cái lợi ích cho chúng, mà cái công việc chúng nó thực hiện thì đồng thời tạo điều kiện cho một cái nhân tố nào khác đó thực hiện cái công việc của họ, và tất cả thì đóng góp vào cái sự cân bằng chung, cái lợi ích chung để cái kế hoạch toàn vũ được diễn ra. Yes, ma'am. And the last characteristic is when they are doing their cosmic task, we will discuss a little more about the task later on, but when they are doing their cosmic task, satisfying their own needs and doing good to others, they are not conscious of it, they are unconsciously doing it. Okay, và một cái đặc điểm nữa đó là khi mà chúng thực hiện những cái nhiệm vụ toàn vũ của chúng ha, thì cái nhiệm vụ toàn vũ thì tí nữa mình sẽ bàn sâu hơn, nhưng mà hiện tại ở điểm này thì mình đồng ý là chúng thực hiện cái việc cái nhiệm vụ toàn vũ của chúng, cái việc đó đồng thời mang lại lợi ích cho một đối tượng khác, và tất cả cái việc này diễn ra không là trong vô thức, tức là chúng không có thực sự nhận thức được là cái việc mình đang làm ở có mang lại cái điều tốt cho người cho yếu tố khác. Yes, ma'am. I'll give you an example. Yes, mất mạng. It takes the nectar. Why does it gather the nectar? Because that is his food. That is his food, okay? He has to make honey.
right? Mm. They have to build the hive, and in the hive it produces the honey to keep the whole hive intact, right? Mm. That is why it goes flower to flower. So that is for his living, right? Mm. To lead his life or his survival. Mm. Translate that, I'll go ahead. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ giải thích lấy ví dụ, một cái ví dụ rất là tiêu biểu, đó là về con ong ha. Thì con ong, nói công việc của nó là gì mọi người? Công việc của nó là hút mật đúng không? Vì sao nó lại hút mật? Thì con ong hút mật là bởi vì đó là thức ăn của con ong, và đồng thời là con ong lấy mật để đi về nhà tích vào tổ ong để xây dựng cái vách ở trong tổ ong ha. Yes ma'am. But is there a cosmic task over here? There is, because though the bee is going from one flower to another flower, collecting that nectar for himself, there is another greater good that the bee is doing. The bee is pollinating. Mm. It's taking all the anthers and putting it into the other flower, right? It is helping the flowers and the plants to grow. It is pollinating. So isn't that good? Isn't that the good that the bee is doing? The greater good. And you know, because of that, all the other animals are surviving. If the bees disappear within 4 years, the human race will disappear, because there will be no plants after that, no flowers, no pollination happening. Yes ma'am. Rồi mình đã thảo luận về công việc của con ong đúng không, nhưng mình thấy là trong cái công việc đó của con ong thì nó có đang thực hiện một cái sứ mệnh toàn vũ nào không? Có, câu trả lời là có. Bởi vì khi mà con ong đi từ cái bông hoa này sang cái bông hoa khác để nó lấy mật, thì nó đang vô tình làm một cái việc, đó là lấy phấn hoa. Rất là nhiều phấn hoa dính trên người con ong. Và khi mà con ong sang cái bông hoa khác thì những cái bông hoa khác đang được thụ phấn. Nhờ có cái công việc lấy mật của con ong mà rất là nhiều bông hoa được thụ phấn. Và nhờ đó thì các loài thực vật mới được phát triển. Nếu giả sử mà con ong không có làm cái công việc của mình thì những cái cây cối sẽ không có được thụ phấn, sẽ không có sinh sản, và cũng không lâu sau, cỡ chừng 4 năm là loài người cũng không và loài người và các loại động vật khác cũng không có thể sống nổi trên cái hành tinh này nữa. Và mình thấy là, nhưng mà con ong có làm cái điều đó một cách có ý thức không? Không. Con ong không có bị nhận thức được về cái việc đó. Nó chỉ làm cái việc đó một cách vô thức thôi. Yes, ma'am. Yeah. And yeah. The bees are doing it unconsciously. The bees are not saying, oh, today I have to get up and go and pollinate. Right? They don't do that. Con ong có làm việc đó có ý thức không mọi người? Con ong có sáng dậy đặt đồng hồ rồi nói, oh, chết rồi, đến giờ phải đi lấy mật để đi thụ phấn cho hoa rồi không? Không, nó không có biết như vậy. Nó không có làm điều đó một cách có ý thức. Yes, ma'am. Yeah. So if you actually look at it, isn't the bee working continuously? Yes. Is it obeying its law that it of its own existence? Yes, it is. Is it adapted to the environment? It is. Satisfying its own need and doing a greater good? Yes. And also doing it unconsciously. So all those characteristics you see, it is fulfilled by this one bee. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào ví dụ của con ong nha. Con ong có thực hiện cái công việc của nó không? Có. Nó có tuân theo những cái quy luật mà những cái quy luật dành cho loài của nó không? Nó có. Con ong có thỏa mãn cái nhu cầu của nó không? Có. Nó thỏa mãn nhu cầu của nó. Nó lấy mật và nó xây tổ. Và nó có cống hiến vào trong cái kế hoạch chung không? Có. Nó có. Nhưng và nó có làm cái việc đó một cách vô thức không? Nó thực hiện cái việc đó một cái cách vô thức. Thì mình đã nhận thấy là tất cả những cái đặc điểm của những cái đặc điểm của một cái nhân tố vũ trụ mà nãy giờ mình thảo luận thì phân tích với trường hợp con ong thì mình thấy là trong đó đều xuất hiện những cái đặc điểm mà mình đã nói tới. Yes ma'am. Another animal in the ocean, right? The sponge. Today you are enjoying the ocean water that looks so beautiful. It looks so blue. You know, when the long time ago, even before things were there, when the earth was just forming, the water that you call today was not like this. It was real
really poisonous. It was completely, you know, filled with chemicals. You would not even think of it as water. Một cái nhân tố khác, mình sẽ lấy ví dụ là một cái loại động vật nhỏ bé sống ở ngoài biển. Bây giờ thì biển và đại dương rất là mời gọi, đúng không mọi người? Rất là mát lành, rất là xanh đẹp này. À, ai cũng thích đi biển. Nhưng mà rất là lâu trước đây, khi mà trái đất vừa mới hình thành và còn rất là nhiều việc phải làm trên trái đất, thì cái lúc đó nước biển không có như bây giờ. Nước biển lúc đó là một cái dung dịch rất là kinh khủng, gồm rất là nhiều cái chất độc hóa học, kể cả về màu sắc lẫn kết cấu đều không có dịu dàng như nước biển bây giờ. Và nếu mà mình xuất hiện vào cái thời điểm đó thì thậm chí mình nhìn đó mình cũng không có chắc là, ý là nếu mà mình quay ngược lại thì mình nhìn cái dung dịch đó trên mặt đất mình cũng không nghĩ có thể gọi nó là nước được. Yes ma'am. And the sponges came at that time in evolution, and from that time till today, right now as we are speaking, there are sponges in the ocean bed that are cleaning the water. Okay. Và mọi người biết là cái nhân tố nào đã tham gia vào cái công cuộc làm biến chuyển nước biển như vậy không? Đó chính là cái con bọt biển á. Thì bọt biển là một cái loài động vật mà đã xuất hiện từ cách đây rất là lâu, từ cái thời kỳ mà nước biển vẫn còn rất là độc hại kinh khủng kia. Và từ cái thời điểm đó cho đến bây giờ thì bọt biển vẫn luôn luôn miệt mài thực hiện cái công việc của nó là làm sạch nước biển. Nó sẽ thu nhận, nó uống vào nước biển giờ và sau đó thải ra ngoài cái nước biển mà đã được lọc. Yes ma'am. Yeah, if you look at a sponge, the body is very porous. So what does a sponge do? It allows the water to pass through its body. And when it passes through the body, it eats all those impurities that is there. That's its food. Yeah. Okay? So it is fulfilling its task of keeping itself alive. But then what is it doing the greater good? When the water, because it's a porous, the water goes in from one side and it comes out from the other side. Okay? And because of that, the dirty water goes in and the pure water comes out. Something like a filter. Rồi, mình có hình dung được con bọt biển trông như thế nào không? Cái con bọt biển là cái thân của nó có rất là nhiều lỗ ha. Và khi mà nước nó để cho nước biển đi qua cái thân hình của nó, thì khi làm như vậy, khi nước biển đi qua thân hình của nó, những cái cặn bẩn hay là độc hại sẽ được nó giữ lại ở trong cái thân mình. À, nó cần cái đó là những cái thức ăn của nó, và nó sẽ thải ra cái nước biển đã được lọc bỏ khỏi những cái cặn bã và chất độc hại đó rồi ha. Thì nó giống như là nếu mà mình nhìn con nghĩ là con bọt biển nó giống như là một cái thành, thì nước sẽ đi từ bên này, nước dơ sẽ đi vào từ bên này và nước sạch sẽ đi ra từ thành bên kia. Nó sẽ giống như là một cái miếng lọc vậy ha. Yes ma'am. And when we come to the human beings, right, we are also cosmic agents, but we are a little different in certain ways from the other cosmic agents in nature, because Montessori says that we are agents of transformations. Rồi, đó là hai ví dụ để mình nhìn thấy cái tác động của những nhân tố toàn vũ. Và bây giờ mình đi đến với cái một việc, đó là con người. Con người cũng là một cái nhân tố toàn vũ, nhưng mà chúng ta không hoàn toàn giống với những cái nhân tố toàn vũ khác. Chúng ta có những cái điểm khác biệt bởi vì chúng ta là nhân tố, bởi vì bà Maria Montessori nhìn nhận con người là nhân tố của sự chuyển hóa. Yes ma'am. So what is it about us? We go beyond nature, right? We are constructing conditions of our own life from nature. And we are more than the nature, we are increasingly dependent on the supranature. The you know what the supranature is, the man-made, the human-created environment and culture that we have. It is filled with our inventions, discoveries and all of it. Okay. Yeah, so you first said
I said human. That, you know, we go beyond nature. We are not, animals live only on nature, right? But we go beyond nature. We have constructed our, our environment, the super nature. We are dependent. Rồi. Con người thì là một cái nhân tố có những cái điểm khác biệt với những cái nhân tố toàn vũ khác. Những cái nhân tố, ví dụ như những cái nhân tố hữu cơ khác xung quanh mình như là thực vật và động vật thì chúng sinh sống dựa trên tự nhiên. Nhưng con người thì đã đi xa hơn cái điều đó. Con người đang ngày càng xây dựng nên cái môi trường của con người vượt ở trên tự nhiên. Tức là dựa vào những cái điều kiện tự nhiên và từ cái nền tảng đó thì xây dựng nên cái môi trường mà môi trường nhân tạo, môi trường của con người. Thì mình thấy là xung quanh mình bây giờ được bao quanh bởi rất là nhiều những cái sản phẩm nhân tạo, những cái sản phẩm mà chính con người đã tạo ra. Và chúng ta không có còn phụ thuộc quá nhiều vào môi trường tự nhiên nữa, mà cái mà chúng ta phụ thuộc nhiều hơn là một cái môi trường do con người tạo nên ở trên tự nhiên. Thì cái chữ supranatural này mọi người này, em sẽ không có dịch nó là siêu nhiên, bởi vì nó không có hàm ý là cái thế giới mà con người tạo ra nó cao siêu hơn tự nhiên, cái thế giới tự nhiên, mà cái chữ supranatural này, cái nội hàm của nó có nghĩa là cái thế giới đã được con người tạo ra trên cái nền tảng của tự nhiên, ở trên cái thế giới tự nhiên nha, chứ không có mang nghĩa là siêu nhiên vượt lên trên tự nhiên ha. Yes ma'am. Okay, and another thing is that we are also conscious, you know, not always unconscious agents. We are conscious or agents of our creation, right? Because we choose in what way we want to adapt or what way we want to collaborate with nature and with each other. Ok, rồi. Và một cái đặc điểm khiến con người khác biệt nữa là con người có ý thức. Con người không hoàn toàn vô thức về những cái việc mà con người làm ha. Và con người có ý thức trong cái sự lựa chọn của họ, cái lựa chọn nào để thích ứng với tự nhiên, lựa chọn nào để hợp tác với những cái con người khác, thì con người có ý thức trong những cái sự lựa chọn của mình và trong những cái hành động của mình. Yes ma'am. But that, what does that mean, being conscious? It doesn't mean that you can do whatever you want, right? It means that we still have to follow the fundamental laws of, you want to call it physics, you want to call it chemistry, you know, the way our body works and everything. We have to follow the fundamental law that is given to all the living beings, right? We still have, we are all mammals, so that there is a mammalian instinct that nature has given us, isn't it? So you can't say, I can do whatever I want. So you still have to follow that also. Ok, rồi. Thì cái việc mà ở đây mình nói là con người có ý thức trong cái sự lựa chọn và song hành động của mình, điều này không có nghĩa là mình có thể làm bất cả những cái gì mình muốn mà bất chấp mọi thứ ha. Có những cái quy luật cơ bản mà mình vẫn phải tuân theo, đó là những cái mình có thể gọi đó là những cái quy luật về vật lý hóa học hay là về thể chất. Nhưng mà đại khái là nó con người mình vẫn là một cái thể vật chất á, nó có những cái quy luật, có những cái giới hạn mà mình sẽ cần phải làm theo. Và và con người mình cũng là một cái loài động vật có vú, nên ở trong cái giống như là cái bản năng của loài thú có vú nó có một số cái quy định là về bản năng như thế nào, thì mình vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của những cái đó chi phối mình. Yes ma'am. And do you remember we spoke about the human tendencies when we began the course way long ago? Yeah. Right? So nature has given us the human tendencies. So the freedom that we all have, okay, is all based on the open-ended nature of our human tendencies. It's because we have these tendencies, we want to have that freedom to do things. And even that is given to us by nature.
Can you repeat the last second sentence you said? Oh, we are open. The inherent freedom that we all have, it is based on the open-ended nature of the human tendencies, right? Our tendencies make us, you know, discover things, explore things, right? Communicate. We have so many varieties because of the tendencies that we have. Okay. Open-ended nature. Okay, I got it. That. Rồi, và có một cái nữa mà mình đã học từ cách đây rất là lâu khi bắt đầu khóa học bây giờ, không biết mọi người còn nhớ không? Đó là những cái khuynh hướng của con người. Thì những cái khuynh hướng con người này sẽ điều chỉnh, định hướng cái hành động của mình. Và chúng ta có cái sự tự do để vận hành trên cơ sở những cái unopen-ended nature of the human tendency, right, ma'am? By unopened, open-ended, you mean like forever? It is like how to open-ended less? Means it is not closed, right? You can do a variety of things. Okay. You can explore the tendencies in different ways. That's what it means. Thì những cái khuynh hướng con người này có thể hướng chúng ta đến với vô vàn cái cách hành động mà nó không có một cái điểm giới hạn. Yes, ma'am. Okay, and finally we come with one question. What is the purpose of all this, right? And that is what you see the quote on your screen. This was by Mario Montessori, Dr. Montessori's son. And this is how he puts the purpose across. Okay. Can you ask him to read it? Okay. Just a minute for it, okay? Và cái câu hỏi, những cái câu hỏi mà dẫn dắt mình sẽ đi đến một cái câu hỏi cuối cùng là mục đích của tất cả những cái điều này là gì? Thì đó là lý do mà mình đi đến cái câu trích dẫn mà đặt ở trên slide bây giờ. Đây là một cái câu trích dẫn của Mario, là con trai của bác sĩ Maria Montessori. Bây giờ mình sẽ dành thời gian để mình đọc cái câu quote này nha. Mình sẽ dành một yes, ma'am. If you want to understand what is the purpose of all of this, right? Then Montessori says that you have to look at the cosmic task. What is the cosmic task? And that's what we will look at now. Okay. Vậy thì did this Maria said or Mario says? Maria. Maria. Okay. Maria Montessori. Rồi. Vậy nên là bà Maria nói rằng để mà mình tìm hiểu được là mục đích của mọi vật, vì sao mục đích của mọi vật là như thế nào, thì mình sẽ cần đi sâu vào hiểu được cái sứ mệnh toàn vũ, cái nhiệm vụ toàn vũ của tất cả mọi vật. Và sứ mệnh toàn vũ là cái điểm mà mình sẽ đến ngay sau đây. Cái đoạn vừa rồi là mọi người tự đọc quá chị Linh. Cái đoạn là quote là mọi người tự đọc quá chứ không có gì cả chị Linh. Tại vì ở trên slide là tiếng Việt rồi á, chị Linh. Chị Linh đọc được không? Mọi người đọc được hết chứ? Thấy Imre là để cho mọi người tự đọc đó. Okay, yes ma'am. Okay. And so, if we are going to look at the cosmic task, can I move the screen? Have they read that? Yeah, mọi người đều đã đọc xong cái câu là câu trích dẫn này rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái slide mới nha. Yes ma'am. So we here we have to look at the cosmic task. Rồi ở đây mình sẽ
mình sẽ sao ta? Mình sẽ tìm hiểu về cái gọi là sứ mệnh toàn vũ hoặc là nhiệm vụ toàn vũ. Thực ra nếu mà mình dịch sát nghĩa thì nó là nhiệm vụ toàn vũ á mọi người. Nhưng mà hôm sửa slide thì em đã sửa nó thành sứ mệnh toàn vũ, bởi vì mà thực sự là khi mà học và hiểu hết toàn bộ cái trọn vẹn cái ý nghĩa của cái kế hoạch toàn vũ theo cái mong nguyện của bà thì em thấy bà là một người rất là giàu đức tin, và mọi cái sự sắp xếp này đều được nhìn với một cái lăng kính mà rất là nhiều cái niềm tin tưởng vào những cái điều thiêng liêng và lớn lao á, nên là đó là lý do mà trên slide nó hiện chữ sứ mệnh toàn vũ ha. Yes ma'am. So. Yeah. Yes ma'am. We all have a task to follow. Mm. We all have some work that we need to do that we are calling as the cosmic task. Okay. Ở trong chúng ta mỗi một nhân tố trong chúng ta thì đều có một cái phần công việc, một cái sứ mệnh được, một cái trọng trách được giao cho để thực hiện một cái công việc mà mình cần phải làm, thì đó, cái đó là cái sứ mệnh toàn vũ. Yes ma'am. And we consider everything. We consider the animate and the inanimate things too. If you remember, yesterday we did the presentation of, living and non-living, okay? Yeah. Are we not even giving equal importance to the non-living where we are in, where we tell the children that, this is what it is, that you have, this is what, these are the living and these are the non-living. We are placing them before the child. Ok. Rồi, và khi mà mình nói đến những cái nhân tố toàn vũ, những cái tân nhân tố thực hiện những cái sứ mệnh toàn vũ, thì mình đang cân nhắc tất cả những cái yếu tố vô sinh và yếu tố hữu sinh ngang nhau. Giống như ví dụ như hôm qua khi mà mình làm cái bài trình bày về sinh học thì mình cũng trình diễn trước trẻ đồng thời cả những cái yếu tố, cả những cái vật có sự sống và những cái vật không có sự sống trình bày cùng một lúc trước mặt đứa trẻ. Yes, ma'am. So the presentation we gave yesterday was a part, but the whole is that there is a cosmic task that is being done by everything. Everything, whether it has life or it has no life, has some place in this universe. It has its own place. It has its own importance. Okay. Thì cái bài trình bày hôm qua chỉ là một cái phần, một cái góc nhìn về cái việc đó thôi. Còn khi mà chưa có động đến cái tổng thể. Về cái tổng thể thì mình nhìn thấy là mọi thứ, tất cả mọi thứ, cho dù là nó có sự sống hay là dù nó không có sự sống, thì tất cả mọi thứ đều có một cái công việc, có một cái sứ mệnh, có một cái vị trí nào đó ở trong cái vũ trụ này và đóng góp một cái tầm quan trọng nhất định vào trong toàn bộ kế hoạch. Yes ma'am. Okay. So that means every agent that we have, they have something that they have to carry out, okay? It's a cosmic task, or there is some kind of a plan there which is specific and they have to do it, okay? In other words, they have to collaborate with all other cosmic agents and be interdependent with each other and perform their duties or perform their cosmic task. And if you actually see in the world, everything in nature is actually doing this. Okay, ma'am. Can you remind me of the first sentence? Yes, I said that every agent, well, whether it is small agent or a big agent, living, non-living, they all have some kind of a work to carry out. Okay, rồi, I got it. Rồi, thì mình nói đến nhân tố toàn vũ, tất cả mọi nhân tố toàn vũ, tức là tất cả mọi thứ, dù to hay là nhỏ, dù nhiều hay là ít, dù vô tri hay là hữu tri, vô sinh hay là hữu sinh, tất cả chúng thì đều có một cái dạng, một cái trách nhiệm gì đó mà cần phải tiến hành, có một cái công việc gì đó cần phải thực hiện ha. Và chúng đều góp phần vào trong cái kế hoạch toàn vũ. Chúng cần thực hiện cái công việc của chúng, và chúng thực hiện công việc của chúng trong cái sự liên quan, tương hỗ, phụ thuộc
với những cái nhân tố khác và cùng với nhau thì chúng đóng góp vào cái tổng thể chung. Yes ma'am. Okay, so you know we use the word service, right? You want to serve somebody. So this, if you look at the nature, everything in nature is doing service. Okay. But when you look at man, we tell each other, oh, let me do this and then I want to serve others. We want to do it very consciously, right? We want to say to each other that I want to do good, I want to do some service, let me donate money, let me do this, let me do that, right? So, but in the nature, if you look at other agents, as they are doing their work, you know, the service is automatically happening. Ok, got it ma'am. Rồi, đây một cái ý em bị sót từ cái ý lúc nãy, đó là nếu mà mình thực sự nhìn vào tất cả những cái sự liên hệ ở trong vũ trụ, nhìn vào bất cứ một cái hình, một cái khung cảnh cụ thể nào, và khi mà mình thực sự hiểu và vai trò của mỗi cái nhân tố, thì mình sẽ thấy là tất cả mọi nhân tố trong một cái bối cảnh hay là trong một cái khung cảnh, trong một cái chỗ nào đó, tất cả chúng ở trong đó đều có những cái công việc riêng của chúng và chúng đều đang thực hiện cái nghĩa vụ, cái sứ mệnh toàn vũ của mình ha. Ở trong tự nhiên, mình biết cái từ phục vụ đúng không, tự phục vụ, từ phụng sự ha. Đó là một cái công việc mà mình làm cho ai đó, thì những cái nhân tố toàn vũ ở trong tự nhiên ha, một cách vô thức khi mà chúng thực hiện cái công việc của bản thân thì cũng đồng thời chúng đang thực hiện cái việc phụng sự, chúng đang phục vụ những cái yếu tố liên quan. Nhưng riêng với con người thì con người có ý thức khi mà làm cái việc đó, con người có thể nói à thôi để tôi làm việc này, tôi sẽ phục vụ bàn ăn hay tôi sẽ phục vụ cái này cái kia cho mọi người, và mình làm nó một cách có ý thức. Còn những cái nhân tố ở trong tự nhiên thì chúng không có ý thức về cái việc phụng sự mà chúng đang làm với những cái nhân tố liên quan xung quanh. Yes ma'am. So let's just understand, no? When you use the word service, it is nothing but cosmic task, right? What is service? It is when an agent is doing everything for its own survival, okay? And at the same time, it is able to do good to the others. It is contributing to a greater good. That is called as a cosmic task. Or in other words, like how we call it as service. You cannot do good to others by you not being happy yourself, or you internally not fulfilling yourself. It's only you are fulfilled, you are able to give more to others. Okay. Vậy nên cái từ service, từ dịch vụ, hay là mình trong ngữ cảnh này mình nên hiểu là một cái việc phụng sự. Thì cái việc phụng sự có nghĩa, nên mang nghĩa là khi mà mình đang làm một cái việc gì đó để thỏa mãn các nhu cầu của mình, thì đồng thời cái việc đó cũng mang lại những cái lợi ích lớn lao cho những cái đối tượng khác xung quanh ha. Bởi vì mình không có thể làm một cái việc gì đó mà chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà không có thỏa mãn cái nhu cầu sống của mình, mà và không có đảm bảo cái sự tồn tại của mình, cũng như là không có thể chưa đảm bảo cái nhu cầu sống của mình mà có thể đi làm những cái việc phụng sự người khác được. Bởi vì là chỉ khi mà mình đảm bảo cái nhu cầu sống của mình sống một cái cách trọn vẹn và tròn đầy, thì mình mới có thể phụng sự người khác với cái chất lượng và với cái giá trị nó càng tốt hơn. Thì đó là cái cách hiểu của mình đối với cái việc thực hiện sứ mệnh toàn vũ, và cũng là thực hiện cái việc phụng sự. So you mean doing cosmic tasks is also mean to be in service to others? Of course. If you're not in service to others, then you're selfish. You're doing everything only for yourself. You're only saying me, 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 right? But then that is why, you know, a human being has to be conscious. We have to consciously do it. But I think other animals are lucky in that way, isn't it? Okay. They're doing it, you know, they're also doing service. But if you look at human beings, because we can think, because we understand the result of our actions, the way we look at things,
We also have to become conscious and instead of being selfish, do our cosmic task for the greater good of everything, nature, other human beings, whatever. Ok, thì cái việc thực hiện, cái việc hoàn thực hiện cái sứ mệnh toàn vũ của mình, bản thân cái việc đó, thực hiện một cái việc đó một cái cách trọn vẹn cũng chính là mình đang phục sự người khác. Còn nếu không, nếu mà mình chỉ đơn thuần làm việc những cái việc mà mang lại cái lợi ích cho bản thân thôi, thì mình sẽ chỉ hoàn toàn đang lo, đang phục vụ cái tôi của bản thân, và mình hoàn toàn đang làm những cái việc ích kỷ, chứ đó không có phải là những cái việc mà phụng sự người khác ha. Con người có ý thức, vì vậy là mình thực sự là phải có trách nhiệm suy nghĩ và thực hiện cái việc đó một cách có ý thức, một cách có chủ ý. Còn thực sự là ngoài con người ra thì tôi nghĩ là những cái loài động vật khác hay là thực vật thì chúng sống cái bản năng của chúng và chúng thực hiện những cái trách nhiệm toàn sứ mệnh toàn vũ của chúng cũng như là phục sự một người khác một cách rất là tự nhiên theo bản năng. Và ở cái khía cạnh này thì tôi nghĩ là ở đâu đó có lẽ là những cái loại động vật cũng thậm chí còn may mắn hơn chúng ta, bởi vì thực sự là chúng cứ chỉ việc là cứ làm cái việc đó thôi, không cần phải suy nghĩ. Còn con người thì có năng lực suy nghĩ, nên chúng ta phải nỗ lực suy nghĩ và đưa ra những cái quyết định đúng đắn để thực hiện những cái điều đúng đắn để thực hiện được cái sứ mệnh toàn vũ của mình và phụng sự người khác. Yes, ma'am. It's so beautiful, isn't it? It's not just about you, it's about everything, right? Everything has its place. And Montessori has brought this focus into education. So we are not going to trivialize this by just, you know, thinking of what shall I give my child to write and what shall I give my child to read and how many lessons he has learned, okay? But she also says that we need to offer in such a way that all that we have spoken about now, about the cosmic plan, the cosmic task, the cosmic agents, how do you offer that to the child? How will the child see all this? Like, I'm giving a lecture now, so you're able to sit and listen because you're able to understand what I'm saying. Do you think I can sit like this with a child who is 6-year-old and, you know, talk about this? Okay. Yes, me. Let I translate our first part. Nãy giờ mình nói như vậy mọi người có hiểu không ạ? Và mình có thấy nó là một cái triết lý nó rất là đẹp và nhân văn không mọi người? Đó, thì với một cái hiểu biết sâu sắc và đẹp đẽ như vậy thì bà Maria Montessori cũng mong muốn là mình mang những cái sự hiểu biết này đi vào chương trình giáo dục để giúp trẻ cảm nhận được và có được một cái cảm nhận về những cái điều lớn lao và to tát như vậy. Thì cái câu hỏi của chúng ta không có nằm xung quanh so what do you mean about like what to give in math and language that is for our character, right? Yeah, it is, you know, we as give teacher so much or importance as to that. Oh, okay. Anyhow, okay. Teachers or parents, right? We give so much importance to that we forget about all these that the child has to know. Rồi, những cái người, những cái thầy cô hay là ba mẹ thì thông thường mình có thể rất là dễ bị phân tâm vào những cái điều như là bây giờ phải làm đưa cái gì để con tôi học toán, đưa cái gì để con tôi học văn, hay là không biết là những cái bài học như vậy thì con đã nắm được chưa, nhớ được chưa. Mà chúng ta chú ý vào những cái điều như vậy nên là chúng ta đã bỏ quên mất đi cái tầm quan trọng, cái tầm lớn lao của một cái nhận thức toàn vũ này để làm sao mà có thể đưa được đến cho trẻ. So we forget the importance of this thing. Then. And so you will see that when Montessori has put out the way she has brought out the curriculum for the elementary, you see that in most of it that we do, apart from just focusing on the lesson, it focuses on the cosmic education. Okay. Và vì cái nhận thức lớn lao này là một cái điều rất là quan trọng.
Và bà Maria Montessori cảm nhận là mình sẽ cần thực sự là phải đưa cái này vào cái chương trình giáo dục và để giúp trẻ lay động được trẻ, để có được cái sự nhận thức này. Thì mình sẽ nhìn thấy là trong cái chương trình tiểu học mà bà đã đặt ra, thì tất nhiên là ngoài những cái khung sườn về những cái nội dung ngoài những cái nội dung về kiến thức ra, thì mình nhìn thấy cái thể tinh thần thể hiện trong đó là một cái tinh thần giáo dục toàn vũ, và nó thể hiện trong cái từng bài học và trong cái kết cấu của chương trình, để làm sao mà đạt đến cái nhận thức cao cả này. Yes ma'am. So when you are offering a story to a child, right? It is not just about, like we did animals. It's not only about talking about the parts of the animals, how much they weigh, how unique they are, but you must also talk about what they do for the environment. So the children get to see the cosmic task there. And over a period of time, children see that everything, plants have a cosmic task, animals have a cosmic task. Sun, earth, everything has a cosmic task. And then the child thinks, what is my cosmic task? Rồi, thì ví dụ như là mình kể cho câu trẻ những cái câu chuyện về động vật ha. Và tất nhiên ngoài những cái nội dung và những cái điều thú vị về ví dụ như cái động vật đó nó có cái gì thú vị trong những cái bộ phận của nó, hay là cái cách nó sống có gì hay ho, thì ngoài ra mình sẽ cần bổ sung thêm những cái thông tin là cái công việc của những cái loại động vật đó là gì, nó đóng góp gì cho cái môi trường sống và những cái động vật xung quanh. Thì với những cái điều, những cái mảnh ghép nhỏ nhỏ đó, mình sẽ giúp trẻ dần nhận ra là cái loài động vật này này nó có đóng góp một cái lợi ích gì đó cho cái cân bằng chung, hay những cái loại cây cối này, mỗi cái loại cây cối đều đóng góp một cái vai trò gì đó, đều có một cái năng lực đặc biệt gì đó để đóng góp vào cái môi trường chung. Và sẽ đến một lúc mà trẻ nhìn nhận xung quanh và thấy tất cả những xung quanh mình đều đã nhìn thấy những cái sứ mệnh, những cái nhiệm vụ toàn vũ của những cái điều xung quanh. Và rồi trẻ đã tự hỏi là vậy thì không biết là cái sứ mệnh toàn vũ của mình là gì. Yes ma'am. So what you see on your screen now are a few more examples that I think Mario Montessori had put up. So they can just read it, and when they are done with it, I'll move on to the next screen. You can let me know. These okay. are some examples to whatever we have spoken now. Maybe these examples will put it in perspective. Okay. Rồi, ở trên slide là một số đoạn quote từ cái bài giáo dục về giáo dục toàn vũ được viết bởi ông Mario Montessori. Thì ở đây ông Mario Montessori đã đưa ra một vài ví dụ. Bây giờ mình hãy dành thời gian để đọc một số những cái ví dụ ở đây ha. Và sau khi mà mình đọc xong thì cô sẽ chuyển sang slide khác. Nên là lúc đọc xong thì mọi người có thể nhắn một câu ở trong chat box nha. Yes, ma'am. I think we can move on. Yeah. Okay. Yeah. This one also. It's a continuation. Rồi. Và tiếp tục mình vẫn có ở trên slide vẫn là những cái câu quote khác ha mọi người. Rồi mình tiếp tục đọc cái phần này nha. Yes, ma'am. Yeah. So let's just stop here, Tan, if anybody has any question, because I will move ahead after this. They can ask. Rồi,
Ở đây mình sẽ dừng một chút xíu này. À, bây giờ nếu có anh chị nào có câu hỏi thì mình đặt ra ở đây luôn, bởi vì hình như là sau slide này mình sẽ chuyển sang phần khác. Nên cô đang đợi câu hỏi ha. Có ai có câu hỏi gì không mọi người? Ok. Vẫn chưa thấy câu hỏi nào. À, cô kệ chị Vân. Chị Vân nói câu hỏi đi chị Vân. Này, ở đây ha, chỉ cần dơ lên 30 phút là dơ lên khoảng 30 cm là mất mạng. Hạ xuống là có mạng. Mà Bảo Thanh ơi, dạ. chị muốn hỏi cô ấy là thế thì những thứ mà con người tạo ra ấy, tức là các sản phẩm nhân tạo ấy thì có được coi là một nhân tố toàn vũ hay Ok. không? Ok rồi, ok em hiểu câu hỏi của chị Cảm ơn Cầm em. rồi. Ok. Ma'am, there's one question for the man-made products. Are they considered as a cosmic agent, ma'am? What do you mean by man-made products? Chị Cầm ơi, chị nói sản phẩm nhân tạo của con người là những cái gì? Ví dụ như nhà cửa đồ đúng không? Em hiểu như vậy đúng không? Điện Đúng rồi thoại em. đồ. Đúng rồi. For example, lighthouse, building, mobile phone, table, You like have not those. created it. You have taken everything from nature and you made it. It belongs to nature. You have created a supranature by taking materials from nature. So they are not cosmic agent. They are cosmic agent in their original form, right? What is the house made up? It is made up Okay, got it. of, let's say, let me use the word stones. Okay, there are many other bricks and everything, but let's Okay. say stones. From where did you get the stones? From the rock? From where did the rock come? From soil? Is it? Or Did the rock come from the soil? mineral? From the where did the mineral come? From the under the earth. From where did the earth come? What do you mean when you say under the earth? What was there under the earth? From the universe. Ultimately, you come to the universe, right? Yes. So everything, living, non-living, has a cosmic task, okay? The cosmic task of your building, for example, can be to protect you. And it is doing that, and at the same time, it's utilizing everything that is there around it. You've built it with that. So what is it in its original form? It was only a rock or a stone. You have put it in that way. So even mountains, rocks, they're all cosmic agents. Yeah, but You house don't. and plant. Yeah, you have just changed the form. Okay, You only rồi. change the form of it. If it was not in the form of your house, it would have been there somewhere outside in nature, isn't it? Ok, rồi. À, đây là câu hỏi của chị Cầm. Câu hỏi của chị Cầm là đó. Những cái sản phẩm nhân tạo mà con người tạo ra thì có được xem là những cái nhân tố toàn vũ không? Thì cô trả lời là những cái sản phẩm nhân tạo đó là những cái sản phẩm mà mình đã tạo ra với những cái nguyên liệu mà mình lấy từ tự nhiên. Bản chất những cái đó, những cái nguyên liệu đó trong tự nhiên là những cái nhân tố toàn vũ đúng không mọi người? Ví dụ khi mà mình nói nhà cửa hay là mình nói về tất cả những cái gì mình tạo ra, mình lấy ví dụ nhà cửa đi thì nhà là tạo ra làm gì? Nhà được xây dựng bởi gạch này, xi măng này, gỗ ghiếc đồ. Thì gỗ thì mình cũng biết là gỗ sẽ nguồn nó sẽ lấy ở đâu đúng không? Hay là gạch hay là đá, nó đều lấy ở đâu đó, nó đều lấy đất, nó từ lấy từ đất sét, nó lấy từ đá, lấy từ chất khoáng, lấy từ lòng đất. Và cái lòng đất đó từ đâu mà có, thì nói chung là cái câu trả lời cuối cùng thì đi một hồi nó cũng vẫn đi ra vũ trụ thôi, từ từ vũ trụ mà mình có tất cả những cái đó, chỉ là mình đã biến đổi nó, biến đổi cái hình, biến đổi cái cấu trúc hình dạng của nó để phục vụ cho mục đích của mình là một cái nhà, là để tạo thành một cái nhà đó. Cái nguyên bản của nó được lấy từ những cái nhân tố toàn vũ khác. À, bây giờ khi nó biến nó thành cái nhà, nếu mà mình nói coi nó là nhân tố toàn vũ thì mình nhìn nghĩ xem là cái
cái sứ mệnh toàn vũ của một cái ngôi nhà là gì? Nó là để bảo vệ mình đúng không? Để tạo thành mái ấm, nơi trú ẩn cho con người đúng không? Và đồng thời là nó tối đa hóa những cái nguồn lực khác. There's another way of looking at it, Tan. Yeah. What is the building made up of? You said, let us say, bricks or stones, right? Yeah. Yeah. What is that brick or stone made up of? That is the soil. Brick is made up of đất sét là gì ta? The one type of soil. Clay. Yeah, mud, clay. Clay. What is that clay made up of? Clay is made up of sediment. What is that sediment made up of? What is sediment? Sediment, clay, sediment, they're all synonyms right now, right? So what is that made up of? Ultimately, it is all made up of particles. Yeah, okay. Even yes. Call as molecules or atoms. Yeah. Okay. Now, what is the work of those particles? Like in a brick, the work of it, it's a solid. Brick is a solid. So the solids have been given some kind of a task. Yeah. They have to stick together. They are hard. So that is the task that it is doing. Okay. So sometimes you may have to see the deeper, what is deeper in it. And you know, Tan, because we do all these with the children, right? We offer them as presentations to the children. So yes, everything has is like a cosmic agent, living, non-living, and everything has its own place. Okay. Rồi, một cách nhìn nhận khác. Từ cái một cái nhìn nhận khác từ cái câu hỏi của chị Cầm là như thế này, khi mà mình nói là nhà đúng không, nhà của mình sẽ tạo ra đa phần được xây từ gạch. Gạch đó được tạo bởi gì? Gạch đó là được tạo bởi bùn đất, và bùn đất được tạo thành gì? Bởi những cái khoáng chất. Nói chung là nếu mà mình đi đến tận cùng thì tất cả những cái vật chất được cấu tạo bởi những cái phân tử rất là nhỏ mà mình có thể gọi là nguyên tử đó, nguyên tử, phân tử gì đó ha. Và ở trong cái hình dạng là cái viên gạch thì chúng là tồn tại ở dạng thể rắn, và những cái chất rắn thì chúng có những cái quy luật được ban tặng để chúng phải tuân theo. Thì với các phân tử chất rắn thì cái quy luật của chúng là chúng sẽ cần phải rất là xếp cạnh nhau, rất là khăng khít để làm sao mà tạo một cái form dáng, có một cái hình dáng cho cái vật chất mà chúng tạo thành ha. Đó thì với cái nhìn nhận đi sâu đó thì mình thấy là ở trong ngôi nhà tất cả những cái phân tử đó đều đang thực hiện cái công việc của chúng đúng không? Đó. Và đây là cái điều mà mình cũng sẽ làm việc với trẻ của mình khi mà mình đưa cho trẻ những cái câu hỏi, bài trình bày hay là câu chuyện, và trẻ có những cái thắc mắc thì mình đang hướng, cô đang làm mẫu cái việc mà mình sẽ hướng dẫn đào sâu cái sự suy nghĩ ra làm sao. Và nãy giờ thì okay. Yes, ma'am. So, as I understand, you don't give any yes or no answer, but you are guiding for you to think. Okay. Rồi, you know that even in the course, right? Yeah. That's what we always do. You will have to think. You have to think. Thì mình có thể thấy nãy giờ là cô đã giải thích rất là nhiều. Cô không có đưa ra cho mình bất cứ một cái câu trả lời nào là yes hay có hay là không, nhưng mà cô đang giúp mình nhìn nhận vấn đề ở một cái nhiều góc độ khác nhau, và mình hiểu là ở trong môi trường tiểu học cái việc mình làm với trẻ không có phải là đưa ra cái câu trả lời, mà làm sao để giúp trẻ suy nghĩ, giúp con để con tự nghĩ ha. Và một cái câu lúc nãy em bị sót, đó là tất cả mọi thứ, là con người, là vật sống hay vật không có sự sống, thì chúng đều có vai trò của chúng đều có một cái vị trí đóng góp ở trong cái vũ trụ này. Yes ma'am. Then one more question. She finds that the lecture is very touching, but then perhaps can she knows more in details? She wants to know more information so that she can turn it into actions. Yeah, so in short, Tan, the whole course that we are doing, okay, as I said, this is a large framework that Montessori calls as cosmic education. Mm.
Okay. And what we are doing the topic today is that only, right? And you will see that in every presentation that we are offering to the children, we don't lose sight of cosmic education. So as we go further, she will get many more details that we are looking at. And there are some other topics that, you know, that you can even look up. I think if I have some articles, I shall send it across. Okay, for further reading, right? There are some things on cosmic tasks that was written by Camilio. I don't know whether you have already received it or not. I'll check with them and then I'll let you know about it. I can send that across. But also that, you know, this is something that I think it's lovely when we listen to it, but as she's rightly saying, you know, how do we go about with children and how do we implement it? How do we put it in use is what we will see. You will know only by the end of that course, right? Because that's the way it flows. You see it right from the beginning. The end of the second stage. You are right. The end of the second stage. Ok, rồi đây con nói là đây là cái khung làm việc mà bà Maria Montessori gọi là cái chương trình giáo dục toàn vũ. Để và sau này khi mà mình đi vào cái chương trình, từng bài cái trình bày cụ thể, từng bài học cụ thể, thì mình sẽ được luôn luôn được liên hệ lại với cái tổng thể mà mình đã có một cái nhìn bao quát. Mình sẽ không bao giờ bị mất đi cái nhìn toàn thể đó khi mình đi vào từng bài. Và từng bài đó, trong những cái cân nhắc, trong những cái bước mình làm ha, nó có những cái lý do để làm sao mà thể hiện được tinh thần của giáo dục toàn vũ. Đó là cái điều mà từng bước mình sẽ khám phá được khi mà mình đi hết cái chặng đường của khóa học ha. Đó. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái ví dụ rất là hay, những cái bài đọc sâu thêm của ông Mario Montessori và của cái cô Camilia gì đó mà thỉnh thoảng lúc nãy mình thấy có mấy cái câu trích dẫn đó mọi người, thì cô sẽ kiểm tra lại xem là cái tài liệu này đã được gửi đến cho các bạn chưa. Giả sử mà chưa thì cô sẽ sắp xếp để chuyển cái tài liệu này cho ban tổ chức và gửi cho mọi người để mọi người có cái nhìn, cái đọc sâu sắc hơn. Thì tất nhiên là cô hiểu là mình sẽ rất là mong muốn hiểu thêm này, để có thể hiểu cách dẫn dắt, khơi gợi cái suy tư ở trong trẻ như thế nào, và đồng thời cũng là cách làm sao mà mình hiểu để mình biến tất cả là hành động. Tuy nhiên tất cả sẽ đến, cái đã sẽ vỡ òa khi mà mình kết thúc khóa học. Yes, ma'am. Yeah, there are some on the chat, in the chat box. I'm also putting the name of the book that she can look at. It is not concentrating on only what is cosmic education, but if you read that book, you understand, you know, the whole. One book is From Childhood to Adolescence by Maria Montessori. The other one is To Educate the Human Potential, which I think the translation has been done, right? Yes. Rồi chị Thủy câu trả lời câu hỏi của chị Thủy là về cái việc là cô xin cô giải thích thêm về cái đặc điểm, cái điểm mà mình nói về các nhân tố toàn vũ khi chúng thỏa mãn mình và đồng thời thỏa mãn phục vụ vì cái tốt của người khác. Thì lấy ví dụ là đất, thì làm sao chúng ta hiểu được là chúng làm gì để thỏa mãn bản thân chúng. Thì cô nói là cô sẽ đưa ra hai cái gợi ý để chị đọc thêm, để chị hiểu thêm về cái điều này. Đó là hai cái cuốn kinh điển cho chương trình tiểu học đó. Đó là cuốn Từ Tuổi Ấu Thơ Đến Tuổi Thanh Thiếu Niên. Em nhớ là cái cuốn này vào cái ngày khai giảng mọi người hình như đã được phát rồi này. Và cuốn thứ hai là cuốn Giáo Dục Tiềm Năng Con Người. Cuốn này thì đang vừa dịch xong. Thì không biết là dự kiến của ban tổ chức như thế nào đó. Tiếp tục em sẽ hỏi câu hỏi của anh Thức nha. So one more question. So he see that the plants and animals are very like perfect together. When they like cooperate, there's no weight or no harm outside. But the man-made products have their limited size. For example, like pollution and waste, a lot of waste. So does that mean the human are not doing their role rightly? Yes, Or is that the human are only satisfy their need without serving others? Yes, you're right.
So we the next part of what I'm going to talk is about the human beings, right? Yeah. So what we as human beings, what we have to do. So for this question, you have to wait a little bit because my next part of the topic is about human beings. So in fact, I will be answering this question. And if it is still not answered, you can bring up this question again. Ok, rồi thì câu hỏi của anh Đức của anh Thức có nghĩa là động vật và thực vật bổ trợ thì thấy rất là hoàn hảo, không có dư thừa, nhưng mà sản phẩm của con người thì có mặt tiêu cực như là ô nhiễm, rác thải. Vậy con người có đang làm lệch cái vai trò của mình không, hay là con người chỉ đang thỏa mãn nhu cầu cá nhân? Thì cô nói là cái suy tư của anh Thức là hoàn toàn chính xác, đúng rồi. Tuy nhiên là để có một cái nhìn trọn vẹn hơn về cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phải chờ cái bài giảng tiếp của cô. Bài giảng tiếp theo thì cô sẽ đi sâu hơn vào con người, cái sứ mệnh toàn vũ của con người ha. Và giả sử là sau cái bài giảng đó rồi mà anh Thức vẫn không có cảm thấy thỏa mãn thì anh Thức sẽ mang cái câu trả lời này, câu hỏi này quay lại ha. Yes ma'am. Yes. Any more questions? Because I have another 3 minutes and I'm debating whether I should start the topic because it'll be again half. So I can, you know, we will start that in the next thing. But if they have any question, they can ask. What is the next section for this, ma'am? I think they're having geometry. Netra will be coming in. And if I'm not wrong, we are continuing cosmic tomorrow. Tomorrow? Yeah, isn't it? I'm not sure. I'm not sure about the schedule. Let me check it again. Rồi, cô cái ca tiếp theo ha. Thì bây giờ còn 3 phút nữa nên là cô cũng không có muốn bắt đầu cái gì bởi vì nó sẽ bị lỡ giờ ha. Mọi người còn câu hỏi gì thì mình có thể nêu lên. Ca tiếp theo mình sẽ học cô Netra học hình học. À, còn cái chủ đề giáo dục toàn vũ thì hình như là ngày mai mình sẽ tiếp tục. Thì cái điểm này thì em cũng không có nhớ lắm. Em sẽ check lại với đội dịch xem sao. Đó, thì có thể là tối mai mình sẽ tiếp tục thêm cái phần này ha. Yes ma'am. I think tomorrow is I think so tomorrow. Yeah, tomorrow. Em ơi, chị có một câu hỏi. Dạ, chị nói đi chị. Thế là cô cho ví dụ về các công ấy, một nói là nếu như trong vòng khoảng 4-5 năm mà con ông không có bị tuyệt chủng ấy thì loài người mình cũng không thể tồn tại và cây cối ấy. Thế là cái nội dung này cũng đã cách đây rất lâu rồi ấy. Thì là chị cũng có về đọc, nhưng mà chị em có nghe không? Dạ có. Chị đã về chị đọc cái thông tin đó, nhưng mà em có thể nhờ cô giải thích kỹ hơn, tại vì theo những cái thông tin chị đọc thì họ nghĩ rằng là sẽ gặp khó khăn, sẽ gây ra mất cân bằng này kia, nhưng mà nó không có một cái khẳng định như cô nói rằng là con người cũng phải okay. So there is one question regarding the relationship between the bee and the balance of everything, ma'am. So you said if the bee doesn't do their work, so the plant will not get pollinated, and then everything will be disappear after 4 or 5 years. So regarding to her further research, they all agree that there will be a really serious problem in the harmony and in the balance, but it will, there's no conclusion come as that everything will disappear after 4 or 5 years. It won't disappear. What the human beings will have a very tough time. You see, when we do botany in detail, you will understand. When we talk about oxygen, when we talk about plants, are not only giving oxygen, right? They are also giving water into the air. When you have shortage of plants in this in our world, it also means that water will come down to a very great extent. And we already know that from the water, the drinking water that we have is much, much lesser in percentage than water that is there. Okay. And if the if there are no plants, and if there are going to be no water in the air, then what is going to happen is this is not the environment that we will have. So maybe we'll have to find another environment for ourselves completely. And how much
can a human existence sustain that? We are not able to sustain a virus right now. Okay. Everything being proper around that. Imagine if the basic foundation is shaken. What happens? Okay. It's not only the bee that is pollinating, right? There are many other birds also that are pollinating, but most of the pollination is done by bees. So we don't know what kind of a form it will, but it might destroy so many things that, you know, you may not be able to lead a normal life at all. We don't know. But so, scientists say that it's near destruction in future if the bees go. Yeah, so it is like 4 or 5 years. It is like a way of saying to impress. Your quality of life is not going to be the same. Okay. And we don't know what's going to happen. Rồi, ok chị Thủy ơi. Rồi, cô nói là đúng như vậy. Tức là nó khó để có thể khẳng định một cái sự tuyệt chủng hay là suy vong gọi là hoàn toàn. Nhưng nó chắc chắn một cái điều đó là sẽ là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn với con người. Nó là một cái điểm nào gần như là một cái sự phá hủy. Bởi vì sao? Khi mà mình đi học sâu hơn về sinh học thì mình sẽ thấy cái mối liên hệ nó rõ ràng hơn. Khi mà ong ngừng, khi mà ong không có làm cái công việc giúp thụ phấn nữa, thì cái điều đó nó sẽ rất ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc sinh sản của cây. Tất nhiên là mình hiểu là có rất là nhiều loại côn trùng khác cũng tham gia cùng với ong trong cái công việc giúp các loài động thực vật thụ phấn. Và tất cả các loại thực vật thì cũng không có phải là chỉ trông chờ vào ong để thụ phấn, nhưng đó vẫn là một cái phần rất là lớn. Khi mà ong không có làm công việc thụ phấn của mình thì rõ ràng là cái thảm thực vật nó sẽ thay đổi, nó sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh. Và mình đa phần là mình biết là cây cối thì thải ra oxy cho mình thở, nhưng ngoài ra thì còn cây còn làm những cái việc khác nữa, ví dụ như là cây sẽ giúp giữ đất chống xói mòn, cây còn thải nước ra, nước vào cái bầu không khí và góp phần vào cái nước của mình. Nếu mà không có đủ lượng nước, nếu mà không cây không có làm cái việc đó, thì mình sẽ tưởng tượng là cái lượng nước mà mình có thể sử dụng được nó sẽ rất là hiếm. Thực ra trên trái đất có rất là nhiều nước, nhưng cái lượng nước mà con người có thể sử dụng được để uống nó không có chiếm nhiều như vậy. Nước biển thì bao la đó, nhưng mà hiện tại thì mình vẫn đang tìm cách để chuyển nước biển thành cái nước có thể xài được đó. Thì thì cái lượng nước mà con người uống được trên trái đất hành tinh này không có phải là nhiều. Thì khi mà ong không có làm việc nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến thảm thực vật và ảnh hưởng đến cả cái mức độ oxy lẫn là cả cái mức độ cái trữ lượng nước mà con người sử dụng được. Và mình có thể hình dung là đó sẽ là một cái tương lai rất là khó khăn với loài người. Ngay bây giờ mình thấy là với một cái con virus thôi mà mình cái cuộc sống của mình cũng đã đảo điên rồi, mà từ năm trước đến năm nay thì vẫn chưa có thể bình phục lại được, thì huống chi là những cái như là nước hay không oxy, nó là những cái điều kiện rất là cơ bản cho cái sự tồn tại của con người mà nó bị ảnh hưởng, nó bị rung lắc, thì cái cộng đồng con người nó sẽ bị ảnh hưởng đến mức như thế nào đó, thì nó sẽ đến một cái điểm nó rất là khó khăn, có thể là đến một cái thời điểm mà con người có thể không có thích nghi được với cái điều kiện sống nữa, và họ sẽ phải đi tìm những cái điều kiện sống mới chẳng hạn. Và mình không có biết được là cái tình hình nó có thể tồi tệ đến như thế nào á. Chị Thùy đã thỏa mãn với cái câu trả lời đó chưa? Cảm ơn em. Dạ. Yeah. Ok. Dạ, yeah. Yes ma'am. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. So can we go ahead ma'am. With our break and you come back after half an hour? I think Netra will be here then. Yes, and ma'am. See you tomorrow, okay? Yeah, see you tomorrow. Yeah. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi nghỉ nha mọi người. Mình quay lại 30 phút sau với cô Netra ha, và ngày mai mình tiếp tục cái phần này. Bye bye mọi người.